Dạ anh chị ơi, em bên cải lương Việt Nam á, là trên cải lương lớn nhất ở Việt Nam chính thống, có thể cho anh xin hỏi xin phép phỏng vấn mình một vài câu được không ạ? Dạ. Phỏng vấn gì đi? Dạ chị ơi, dạ anh hiện tại thì mình đến đây tham gia để chương trình lễ viếng nghệ sĩ Vũ Anh đó, thì anh chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này khi mình thấy có rất là nhiều khán giả đến đây để tiễn biệt cho nghệ sĩ được không ạ? Thì hôm nay chị đại diện cho Bảy Bóng với Lệ Tuyền nhận vòng hoa của nghệ sĩ Ái Xuân đến bên nước ngoài, thì vòng hoa đem vô rồi nhưng mà chưa có vô cúng được vì đông quá. Thì lúc trước thì nghệ sĩ Ái Xuân cũng hát với anh Vũ Linh, cũng nghệ sĩ Ái Xuân Lai Xô ấy, có anh Vũ Linh hát chung với Ái Xuân. Còn chị đó là cũng là chung nhóm với nhà Bảy với Lệ Tuyền nè. Dạ, chị Bảy với chị Tuyền. Anh Vũ Linh chung với gì? Là mình có gặp nghệ sĩ Vũ Linh ngoài đời chưa chị? Gặp thì cũng anh em mà gặp thường thôi, chứ cũng không có chơi thân. Dạ, là đi với anh Bảy với lại chị Tuyền. Chị Tuyền. Dạ. Là đi ra vòng qua cho chị Ái Xuân. Yeah. Mình biết đến nghệ sĩ Vũ Linh qua vai diễn nào mà mình ấn tượng nhất hả chị? Vai diễn ấn tượng là Lương Thanh Bá, Trúc Anh Đài với anh Ta Phu Đi Sứ. Dạ, thì nãy giờ em cũng hỏi rất là nhiều anh chị thì cũng chia sẻ là cái vai Lương Sương Bá rất là nhiều người ấn tượng. Và anh có rất là nhiều tác phẩm nổi tiếng nữa. Đúng rồi, yeah. Mà anh Vũ Linh có vô ảnh diễn hay, một cái chủ đạo cũng hay. Yeah. Khi mà mình hay tin là nghệ sĩ Vũ Linh đột ngột qua đời vậy thì mình có bất ngờ gì không chị? Thì thương tiếc thôi. Vũ Linh là hiện tại có rất là nhiều fan hâm mộ đến đây, thì ngày hôm qua là cũng đã rất là đông. Đúng rồi, chị cũng nghĩ vậy. Em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn chị nhiều ạ. Bảy ơi, sao Bảy không được vô vậy? Tao nói khi nào mới được vô? Nói giờ cũng xong. Cũng xong lâu quá. Trời, bạn có chờ không? Bạn có lại chờ đi vô không? Có muốn vô trong không hay là quá trời luôn nha cả nhà. Nhà bá luôn nè. Không hái lại. Đấy, đủ clip thầy bác lên một clip 10 phút rồi. Mình về luôn hả chị? Chân gà của mình nha quý vị. Chị Bảy chân gà.